Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Tiên đạo kỳ truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Qua ngầm chi ngoại, tác giả Nhĩ Căn. Chương 252. Giao sắc va chạm. lão tổ kim cương tông run rẩy trình lão cũng không phân biệt được bản thân là đang hoảng sợ run rẩy hay là đang kích động run rẩy nhưng lão hiểu được một khi hứa thành muốn giết người như vậy trừ khi đối phương có phương pháp kinh thiên nếu không tất nhiên sẽ không chết không thôi trước kia địch nhân của hứa thành đều không phải mạnh lắm nhưng hiện tại thì lại khác thánh quân tử mạnh mẽ thì lão tổ kim cương tông chẳng những từ xa đã cảm thụ qua mà ở trong thiết thiêm ngẫu nhiên nghe đệ tử bộ hồng thi đàm luận trong lòng biết người này có tư cách tuyệt thế nhưng hiện giờ lão không thể nào suy nghĩ được lão hiểu được mình cần biết một chút là được với tính cách của hứa ma đầu nếu thật sự chết ở chỗ này tất nhiên sẽ vận dụng tất cả thủ đoạn trước khi tử vong xác suất tự bạo thiết thiêm cũng là một bởi vì thánh quân tử này hứa ma đầu muốn giết cười bởi vì thánh quân tử này hứa mà đầu muốn tự bảo Bởi vì thánh quân tử này ta có nguy hiểm đến tính mạng Tất cả nguyên nhân đều là thánh quân tử Thánh quân tử Người muốn hại ta Lão Tổ Kim Cương Tông nghĩ tới đây Ánh mắt đỏ ngầu Xuyên qua thiết thiềm gắt cao nhìn chăm chằm thánh quân tử Cái bóng cũng rõ ràng cảm nhận được cửa thành Cùng với ba động rất nhỏ của lão Tổ Kim Cương Tông Nó hiện giờ linh trí mở ra rất nhiều Thoáng suy si tư sau đó khẩn trương hẳn lên. Lúc này sắc trời đã là hoàng hôn, hứa thành vẫn không lộ ra dấu vết hạ độc, từng trận độc khí vô sắc vô vị tản ra xung quanh. Trên thực tế, kỳ thật không phải độc chân chính, vô luận là một mình hay là hỗn tạp cùng một chỗ, đều là vô hại. Nhưng một khi xuất hiện một độc dẫn, đẹp chúng nó cấu động chuyển hóa, như vậy có thể trông như mắt hóa thành kịch độc. Nhưng hiển nhiên hứa thành cảm thấy những thứ này còn chưa đủ để xóa đi chênh lệch giữa mình và thánh quân tử dù sao thánh quân tử ở thất huyết đồng thể hiện ra chiến lực lục hỏa loại chiến lược này đã vô cùng đáng sợ có thể đánh một trận cùng với trưởng lão đệ nhất phòng quan trọng nhất là hứa thành không rõ ràng lục hỏa có phải là toàn bộ chiến lược của thánh quân tử hay không mặt khác hắn không cảm thụ được tung tích hồ đạo giả của đối phương ở phu cận với tính cách của thánh quân tử này không có khả năng để cho hồ đạo giả che giấu như vậy xác suất lớn chính là bị hắn ăn bài ra ngoài xử lý chuyện khác ở trong hoàng cấm này hứa thanh suy tư hắn cảm thấy phòng ngừa vạn nhất thì phải cần quan sát nhiều hơn một chút không thể hành động thiếu suy nghĩ đồng thời hắn chuẩn bị thả thêm một ít độc ra ngoài như vậy mới có thể làm cho phần thắng của bản thân gia tăng đồng thời hứa thành cũng mở ra lâm bình đựng tiểu hắc trùng khống chế toàn bộ tàn ra ngoài chỉ là sau khi tiểu hắc trùng bay ra Kết quả phản hồi Làm cho hứa thành phải cảnh giác càng sâu hơn Mệnh đằng trên đỉnh đầu của thánh quân tử Lại có phòng hộ nào đó Khiến cho tiểu hắc trùng không thể nào lập tức xuyên qua được Chỉ có thể bám vào phía trên Chờ đợi cơ hội Mệnh đằng của ta có thể thủ hộ thân hồn Mệnh đằng của thánh quân tử Là thủ hộ nhục thể Hứa thanh đăm chiều Cứ như vậy thời gian trôi qua Hoàng hôn qua đi Đêm đến, trăng sáng xuất hiện trên bầu trời, ánh trăng chiếu xuống mặt đất. Hứa Thành đang cảm thụ độc bố trí xung quanh, đáy lòng cân nhắc còn muốn bỏ vào thêm độc gì, thì vẻ mặt của hắn bỗng nhìn khẽ động. Hắn thấy được những tu sĩ bên ngoài miếu thờ kia, vẻ mặt đều hiện lên ngưng trọng ngay khi bóng đêm hàng lâm. Thậm chí trong mắt vài người còn mơ hồ có vẻ chờ mong. Điều này làm cho đáy lòng ngứa thành kinh ngạc, ngợt đầu nhìn lại ánh mắt dừng ở trên người của lão già trục cơ nhất hòa phía xa bị ánh mắt của hớt thách nhìn thấy thân thể của lão già này run lên do dự lão vội vàng đứng dậy bái một cái hướng ngỡ thành sau đó trầm thấp mở miệng hứa đảo hiểu người không biết huyền cơ của thái thương đạo miếu này hứa thành nghe vậy thì vẻ mặt như thường đây xa khắn thu được ở trong tư liệu của tông môn không có huyền cơ gì về lời nói của đối phương vì thế gật gật đầu chờ đợi Lão già mắt thấy như thế Không do dự Cũng không giấu diếm Nói cho biết nguyên nhân Hứa đạo hiếu Thái thượng đạo miếu này trước đó thì vẫn bình thường Duy chỉ có 4 năm gần đây có chút biến hóa Cho nên so với trước kia Người đến đây nhiều hơn không ít Biến hóa này chính là Mỗi một đêm khi buồn xuống Sau khi ánh trăng chiếu vào đạo miếu Một khắc rơi vào thần tượng Thần tượng sẽ hiện lên một ít đao ảnh bay múa Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy nhưng đến nay vẫn chưa có ai có thể từ bên trong thành công cảm ngộ chỉ có vị đại nhân kia ánh mắt của lão già trên người thánh quân tử trong đạo miếu nhanh chóng đảo qua hắn tới đây mấy ngày rồi mỗi đêm đều có thu hoạch mặc dù chúng ta lần nữa thất bại nhưng đáy lòng ít nhiều vẫn có chút chờ mong không cầu hoàn toàn cảm ngộ cho dù bản thân có thể cảm ngộ chút da lông cũng đủ để tăng lên lực sinh tồn của chúng ta rồi Lão già cười khổ mở miệng Hứa thành như có điều suy nghĩ Quay đầu nhìn về phía thần miếu Bây giờ trời cao ánh trăng sáng ngời Bao trùm mặt đất Khi chiếu vào trên miếu Cũng có tia xuyên qua khe nứt ở trên nóc miếu Chiếu vào trong miếu Chiếu lên tượng thần Trong sự chú ý của hứa thành Rất nhanh Dưới ánh trăng thần tượng trong thái thương đạo miếu Chậm rãi xuất hiện một ít biến hóa Trong lúc mơ hồ Thần tượng kia có thêm một chút linh động tựa như động đậy từng đạo đau ảnh ở bên người huyễn hóa ra như ẩn như hiện tựa như hư như ảo nhưng chỉ một chớp mắt thì tất cả lại khôi phục như thường trong lòng hứa thành hiện lên vẻ kỳ dị tiếp tục nhìn chằm chằm rất nhanh lần thứ hai hắn cảm nhận được thần tượng linh động cảm nhận được đau ảnh xung quanh ở trong mắt của người ngoài đau ảnh này là một mảnh mơ hồ chỉ có thấy trong khoảnh khắc nào đó có lẽ còn có cơ hội nhìn thấy một chút đau phong rõ ràng nhưng trong ánh mắt hứa thành bởi vì hắn vốn cảm ngộ ra thái thường nhất đạo cho nên lúc này mỗi một đạo đau ảnh này đều rất rõ ràng và trong khoảnh khắc khi hắn thấy rõ đỉnh đầu của hắn lại huyễn hóa ra một thanh thiên đao hư ảo thiên đao này chính là một đạo thái thường mà hắn đã cảm ngộ hắn ngưng vọng thiên đao sau khi huyễn hóa ra hình thành lưu quang truyền đạn xung quanh tựa như đang tiến hành biến hóa nào đó nhìn kỹ hơn thì có thể thấy rằng sự thay đổi nằm nhiều hơn ở mức độ ngưng tụ. Thiền đào đã từ hư ảo, mà hiện giờ trong lưu quang, bắt đầu từ chuôi đào, lại xuất hiện cảm giác ngưng thật. Mà sự ngưng thật này còn đang lan tràn, có thể tưởng tượng được rằng một đạo vận tràn ngập toàn bộ thân đào. Thay thường nhất đào của hứa thành, trước kia từ hư ảo tăng thêm một bước, tiếp cận rất gần với tồn tại chân thật. Một màn này làm cho hơn 10 người xung quanh đồng loạt chấn động, giật mình không thôi. Thánh quân tử khoanh chân ngồi ở trong đạo miếu Đỉnh đầu cũng xuất hiện một thanh thiên đao tương tự như hứa thanh Chẳng qua thiên đao của y là màu xanh Mà thiên đao của hớ thanh là hai thanh thiên đao màu tím Lúc này lần lượt xuất hiện Làm cho xung quanh truyền đến tiếng hít vào thật sâu Đôi mắt không ít người có rút lại Hô hấp hối dồn rập Thật sự là thánh quân tử nhiều ngày trước đã lộ ra cảnh tượng này Và lại kéo dài đến nay Những người khác đều đã quen nhưng hứa thành xuất hiện cũng tuyệt thế như vậy trong khoảng thời gian ngắn bọn họ khó tránh khỏi sự khiếp sợ bởi vì bọn họ biết điều này đại biểu cho hai người bọn họ đều đã từng cảm ngộ qua thái thường nhất đạo và lại đều là ngộ tính kinh người có khả năng thành công cảm ngộ đạo thứ hai hứa thành này không hổ là thiên kiêu thất huyết đồng hai người bọn họ đều đang cảm ngộ và lại xem ra đều là từ hư hóa thực hiển nhiên đến khi hoàn thành ngưng thực chính là lúc cảm ngộ thành công. Chỉ cần xem bọn họ ai thành công trước, một khi có người thành công, người còn lại không thể cảm ngộ được bao nhiêu nữa, đều sẽ bị phó đồng lưu, mất đi tất cả hư ảnh đã cảm ngộ. Xem nhiều ngày như vậy, và lại hơn 10 người này đều rất hiểu đối với thái thương đạo miếu. Hiện giờ thấp giọng nghị luận, nhưng không dám dâng lên bất kỳ một tâm tư lệch lạc nào. Bởi vì cảm ngộ thái thường nhất đào không có nghĩa là mất đi lực cảnh giác cùng với chém giết. Nếu bọn họ dám quấy nhiễu, nhất định sẽ chết thảm tại chỗ. Ở trong mắt mọi người ngoài đạo miếu, đỉnh đầu của hứa thành của vị thánh quân tử đều tản ra ánh sáng của thiên đào và lại thoạt nhìn trình độ thánh quân tử rõ ràng ngưỡng thật lớn hơn. Hiện giờ đã đến lâm thành. Về phần hứa thành đến muộn, thời gian cảm ngộ không bằng thánh quân tử. Hiện giờ ngưng thật không tới một thành. Hứa thành gần đầu, Lạnh lùng nhìn về phía Thánh Quân Tử, từ đáo ảnh này nhìn ra, mình tiếp tục cùng với đối phương như vậy, nhất định Thánh Quân Tử sẽ cảm ngộ nhanh hơn một bước. Nhưng mà mặc dù Thái Thường nhất đạo trọng yếu, nhưng đạo miếu lại rất nhiều, và lại chỉ có cảm ngộ bảy đạo mới tính là công pháp hoàng cấp. Cho nên đối với Hứa Thanh mà nói, cảm ngộ thành công hay không, không tính là cái gì. An đang suy nghĩ có nên thừa dịp đối phương cảm ngộ mà ra tay hay không. Mặc dù hắn có bốn đoàn mệnh hỏa, có ít nhất chiến lực 6 đoàn mệnh hỏa, nhưng trên thực tế, 120 đạo pháp khiếu của bản thân đã tồn tại một phần nhược điểm thật lớn. Trong khoảng thời gian này, hứa thành giao chiến cùng với thiên kiêu của Liên minh Thất Tông, 120 pháp khiếu đối với thiên kiêu trích tử đã có nghiên cứu. Tốt nhất là chờ tác hạ độc nhiều hơn một chút, như vậy khi độc bạo mới uy lực lớn hơn. Hứa thành trầm ngâm, sau đó thu hồi ánh mắt, hắn có kiên nhẫn quyết định chờ thêm một chút và lại nhìn tốc độ cảm ngộ của đối phương cũng không có khả năng mấy ngày là có thể thành công ngoài ra mặc dù những hộ đạo giả của hắn không có ở đây nhưng ta cũng phải toàn diện đề phòng hứa thành nghĩ tới đây tạm thời áp chế sát ý ở trong lòng mà ngay khi áp chế sát khí trong lòng trong đạo miếu thánh quân tử quay đầu mặt không chút thay đổi nhìn về phía hứa thành ở bên ngoài miếu nhất là nhìn bóng đào ở trên đỉnh đầu của hứa thành ánh mắt dần dần biến thành bằng lãnh nhìn như nhìn người chết gà nhà mà cũng dám cùng phượng hoàng tranh hủy. y không có ý định nuôi tiếp nếu hứa thanh này dám cùng mình tranh cơ duyên như vậy liên trảm cũng đỡ lãng phí thời gian chém xong còn có thể trực tiếp cảm ngộ về phần thân phận danh sách tốt hết đồng của đối phương thánh quân tử không thèm để ý bởi vì ban ngày bầu trời ưng đỏ y đã phát hiện phối hợp với một số chuyện hiểu biết. Y biết Liên minh đã xuất thủ về phương Bắc. Bây giờ chính là lúc Liên minh phô quang, mình giết một tên ở trong danh sách của Thất Huyết Đồng. Thất Huyết Đồng sẽ không dám lên tiếng. Tính cách của Y là niệm tùy tâm động. Hiện giờ sát ý đấy lòng đã nổi lên, liền không có bất kỳ do dự nào, bỗng nhiên đứng dậy, bước ra một bước tới ngoài miếu thờ. 120 đạo pháp khiếu trong cơ thể như hỏa lô thiêu đốt, bốn đoàn mệnh hỏa trong cơ thể bốc lên ngập trời mệnh đăng trên đỉnh đầu hình thành cái ổ tản ra thất thải quang mang phía sau quay điệu diệt mông thân xanh đuôi đỏ tê minh trường thiên chiến lực lục hỏa vào giờ khắc này kinh thiên bạo khởi gió không thể chịu nổi khi thế chân áp bốn phường khiến phòng vần biến sắc như có vô số thiên lôi vang vọng ở nơi này mọi người bên ngoài đạo miếu căn bản là không thể nào phản ứng kịp bọn họ không có tư cách nhìn thấy tốc độ của lục hỏa chỉ có hứa thành mạnh mẽ ngẩng đầu tốc độ của lục hỏa hắn cũng không nhìn thấy dù sao giữa lục hỏa và ngũ hỏa cũng giống như tứ hỏa chấn áp tác hỏa chênh lệch quá lớn nhưng xung quanh nơi này đều là độc của hắn bên ngoài thân thể thánh quân tử còn tràn ngập tiểu hắc trùng tất cả những chuyện này khiến cho hứa thành có thể trong nháy mắt phát hiện ra chương hai trăm năm mươi ba điểm yếu của tứ hỏa Lực lượng lục hỏa rút cuộc như thế nào Hứa Thành mặc dù chưa từng chân chính giao chiến qua cùng với Y Nhưng trong lòng hắn hiểu rõ Thậm chí có thể tưởng tượng được ra Bởi vì hắn hiểu rõ cảnh giới của trúc cơ này Mỗi một đoàn mệnh hỏa xuất hiện Chất lực đều sẽ tăng lên nghiêng trời lệch đất Thậm chí rất nhiều lúc hắn cảm giác rõ ràng Ở mỗi một lần mở ra một đoàn mệnh hỏa của trúc cơ Đều giống như là luyện khí đột phá bước vào trúc cơ vậy Như vượt qua một đại cảnh giới Hứa Thành không biết tinh không bên ngoài phía thế giới này Còn có thế giới nào khác hay không Nếu có Như vậy các tộc trong thế giới kia Có phải tu hành cũng giống như bọn họ như vậy hay không Có phải ở cảnh giới trúc cơ Cũng là tu mệnh hỏa Và lại mỗi một đoàn mệnh hỏa liền biến hóa quá lớn như vậy Bởi vì Hứa Thành cảm thấy Giữa trúc cơ với trúc cơ Tranh lệch thật sự quá mức tranh lệch Như tứ hỏa chấn áp tam hỏa Trừ khi đối phương có bảo vật kích người nếu không chỉ là trong khoảnh khắc có thể chém giết. Và lại, đây không phải là số lượng có thể bù đắp. Cái này hoàn toàn bất đồng cùng với luyện khí. Lại giống như là chiến lực lục hỏa trên áp ngũ hỏa cũng là như thế. Bây giờ, hứa thành chỉ có thể cảm thụ thánh quân tử đồng. Nhưng trong ánh mắt căn bản là không thể nào hoàn toàn nhìn ra thân ảnh của đối phương. Cho dù trong cơ thể của hắn, bà đoàn mệnh hỏa bốc lên, lực lượng mình đang hình thành, kim mô giá trị nhục thể nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy tàn ảnh của thánh quân tử mơ hồ đang dùng một tốc độ vô cùng kinh người trực tiếp liền xuất hiện ở trước mặt mình trong nháy mắt tiếp theo một cỗ ba động kinh khủng làm bát vương vỡ vụn huần thiền hách địa duệ kim không thể ngăn cản bộc phát ra ở trước mặt của hắn tiếng ngầm ầm vang vọng cả tầng mây cả người hứa thành chấn động kịch liệt thân thể như diều đất dày cuốn ngược lại sắc mặt tái nhợt khoai miệng tràn ra máu tươi nhưng lại không có thường thế nào khác. Bên ngoài thân thể của hắn, có một đạo hào quang, ngay khi thánh quân tử đến thì đất mở ra, hình thành một tầng phòng hộ, ngăn cản một kích khủng bố của lục hỏa này. Quên lại là y vào bảo hộ của Nguyên Anh, nhưng lực lượng bảo hộ này ảm đạm có thể kiên trì được bao lâu. Thánh quân tử nhàn nhạt, nhạt, mở miệng, nhìn hứa thánh lui lại, thu hồi bàn tay vừa mới ấn tới. Ở trên mặt đất, thân thể hứa thánh lui về phía sau, tạo ra một vết thật dài cho đến khi rời khỏi ngoài mười trượng mới có thể dừng lại ngẩng đầu nhìn về phía thánh quân tử ánh mắt bằng lạnh thánh quân tử mạnh mẽ lúc này hứa thành tự mình lĩnh hội ở trên thân thể đối phương cho hắn cảm giác trên cơ bản không kém bao nhiêu cùng với tộc trường hải tinh tộc ngày đó không lộ ra thân thể bạch lệ chỉ là tu vi kim đan đơn thuần tốc độ bộc phát giống nhau cho nên mấy điện hạ của đệ nhất phong không thể nào chống cự được một kích liên bại trận. Hiển nhiên nếu không phải ở trong thất huyết đồng mà đồng thù ở bên ngoài, thì một kích cũng không chỉ là bại trận mà là chém giết. Cho nên hứa thành rất rõ ràng, cho dù mình hiện giờ chết lực ngũ hỏa, nhưng ở trước mặt lục hỏa, nếu không có ngọc giản mà lục gia tặng để bảo hộ, thì trong nháy mắt vừa rồi mình đã chết rồi. Tinh thể màu tím cũng không kịp khôi phục được. Mà sự khủng bố của lục hỏa không chỉ có những thứ này hứa thành phong thích ra tiểu hắc trùng hiện tại vẫn chỉ có thể ẩn núp ở bên ngoài thân thể thánh quân tử không thể nào phá vỡ được lực lượng mạnh đang biến thành phòng hộ vô hình nói như vậy lục hỏa chẳng khác nào kim đan sao chẳng khác nào một tòa thiên cung hứa thành nhớ tới tư liệu mình đọc về tư mã như của liệp dị môn bên trong đã nhắc tới thiên cung mà bây giờ hắn cũng không phải hoàn toàn không hiểu biết đối với cảnh giới kim đan này Hắn biết kim đàn tu chính là thiên cung Và lại cũng không phải là một tòa Như là tư mã như vậy Chính là đang bế quan ý đồ hình thành tòa thiên cung thứ hai Thiên cung kim đan cảnh Nhất cung lục hỏa Hứa thanh đăm chiêu Lúc này nếu có người ngoài ở chỗ này Nhìn thấy một màn này Lại biết hứa thành nghĩ gì Như vậy nhất định sẽ vô cùng kỳ quái Bởi vì hứa thành vào lúc này Không có một chút lo lắng nào thậm chí còn có thời gian suy nghĩ đến chiến lược kim đan và thiên cung. Có chút thú vị, vậy mà đang suy tư. Vì vậy, nhìn xem ngươi dựa vào cái gì có thể kiên trì được bao lâu. Thành quân tử về mặt như thường, bước về phía trước một bước, vẫn là vô cùng kinh người, chỉ có thể nhìn thấy tốc độ cực hạn của tàn ảnh. Trực tiếp đến trước mặt hứa thành, lần thứ hai tung ra một trưởng. Nhưng lần này hứa thành bắt đầu phản kích, ngay khi một trưởng của đối phương hạ xuống. 92 pháp khiếu trong cơ thể hứa thành bốc lên lần thứ hai hình thành hỏa quang cho mắt chiếu rọi hai tay càng làm bắt quyết mạnh mẽ ấn về phía trước một cái dưới một cái ấn này bên trong pháp khiếu của hắn có một luồng tàn hồn bị hứa thành phóng thích ra ở trước mặt tạo thành vũ khí lao thẳng đến thánh quân tử nhật thời tức nổ vang vọng tốc độ của thánh quân tử quá nhanh lại xuất hiện bên cạnh hứa thành giờ tay phải bình thản vung lên toàn thân hứa thành chấn động mạnh ngọc giản bảo hộ kịch liệt dùng lắc thân thể của hắn lại một lần nữa bị bay ngược ra sau nhưng tàn hồn lúc trước hắn phóng xuất ra tựa như mang thêm một phần bản năng sau khi xuất hiện tỏ ra vẻ tham lam và điên cuồng quá yếu thành quân tử lắc đầu giơ tay phải lên vùng sang bên cạnh muốn xóa hết luồng tàn hồn kia nhưng ngay khi tay phải cùng với tàn hồn này va chạm tham niệm ở trong tàn hồn này tăng vọt lại không để ý thánh quân tử ra tay mạnh mẽ chui vào tay phải của y tàn hồn này chính là linh hồn của quỷ u tộc mà hứa thành sau khi bắt được tra tấn cho đến nay nhưng mà vẫn chưa tử vong tộc này thần bí trời sinh đã có phương pháp đoạt giá mặc dù thánh quân tử có mệnh đăng phòng hộ nhưng phòng hộ nhục thể chứ không phải là linh hồn cho nên linh hồn của quỷ u tộc này không quan tâm phòng hộ mà chui vào trong cơ thể thánh quân tử đến cuồng tuôn trào kỳ hồn muốn thôn phệ có chút thú vị biểu tình của thánh quân tử không có bất kỳ biến hóa nào nhưng quái điều diệt mông thân xanh đuôi đỏ phía sau trong mắt lại toát ra vẻ khinh miệt tê minh một tiếng Dường đôi cánh bay lên hướng mạnh mẽ mổ một cái về phía thân thể của thánh quân tử hư ảnh kia dưới một tiếng mổ này trực tiếp xuyên qua thân thể thánh quân tử theo một tiếng kêu thảm thiết vang lên tàn hồn quỷ u tộc bị hứa thành tra tấn hồi lâu yếu ớt vô cùng không còn như trước được nữa bị diệt mông móc ra bỗng nhiên nuốt xuống có thể nhìn thấy trong cơ thể diệt mông quái điều tựa như có một hắc động sau khi nuốt tan hồn quỷ u tộc xuống trực tiếp chấn áp vào trong hắc động khiến cho nó không thể nào chạy thoát chỉ có thể kêu thảm từ đầu đến cuối vẻ mặt của thánh quân tử cũng không có nửa điểm gợn sóng phảng phất tàn hồn này đối với y mà nói không đáng kể bấy giờ quay đầu nhìn hứa thành phía xa khóe miệng đang mang theo một tia máu tươi Y lắc đầu Còn thủ đoạn nào khác không Nếu không Khi sự bảo hộ của người sụp đổ Đó là thời điểm diệt vong của người Người rất lắm mồm Người thành liếm đi máu tươi ở khóe miệng Trong mắt mang theo vẻ bằng lãnh Bình tĩnh mở miệng Thành quân tử nghe vậy thì không nói gì Chân phải giơ lên Đang muốn hạ xuống Nhưng đúng lúc này Thân thể của y bỗng nhiên chấn động Về mặt lần đầu tiên xuất hiện biến hóa Mạnh mẽ cúi đầu thấy được bên trên pháp khiếu cuối cùng trong 120 đạo pháp khiếu trong cơ thể mình, không biết từ khi nào lại xuất hiện một mảnh bóng đen. Bóng đen này tựa như là vật sống, đang điên cuồng tràn ngập trong pháp khiếu, tốc độ cực nhanh. Cơ hồ khi vẻ mặt của thánh quân tử phát hiện ra biến hóa, thì nó đã bao trùm toàn bộ pháp khiếu này rồi. Không lộ ra một chút nào, hoàn toàn bị ngăn chặn lại. Khi pháp khiếu này bị chặn lại, thì đoàn bệnh hỏa thứ tư trong cơ thể của thánh quân tử đã mãnh liệt ảm đạm sau đó quang mang toàn thân của y đã tối đi một chút Và lại loại tối đi này Đang không ngừng lại Chỉ trong ba nhịp thở Thì đoàn mệnh hỏa thứ tư trong cơ thể của thánh quân tử Bỗng nhiên bị dập tắt 120 pháp khiếu Thì trong 30 pháp khiếu Là có thể chống đỡ được một đoàn mệnh hỏa thiêu đốt Đây là pháp tắc bất biến Vĩnh hằng ở trong cảnh giới trúc cờ Không có ai là ngoại lệ 119 đạo pháp khiếu Cũng không thể nào chống đỡ được bốn đoàn mệnh hỏa cái này chính là nguyên nhân lúc trước cửa thành Dám dâng lên chủ động ra tay Và lại đối mặt với thánh quân tử lục hỏa chiến lực Hắn vẫn còn có thời gian để suy tư chiến lực thiên cung kim đan Đây chính là nhược điểm lớn nhất Sau khi hắn nghiên cứu thiên kiêu tứ hỏa của thất tông liên minh Chỉ cần tiêu diệt một pháp khiếu Chiến lực của đối phương trong nháy mắt Sẽ rơi xuống một đoàn mệnh hỏa Mà cái bóng có thể dập tắt đối với mệnh hỏa Coi như là tù vi thánh quân tử mạnh hơn nữa dùng cái bóng toàn lực ứng phó chấn áp một cái pháp khiếu hoàn toàn có thể làm được đây chính là thủ đoạn của hứa thành lúc này theo cái bóng giống như là thuốc già chó điên cuồng dính vào trên pháp khiếu liều mạng chặn lại mệnh hòa trong cơ thể thánh quân tử từ bốn đoàn trở thành ba đoàn điều này làm cho sắc mặt của y trầm xuống nhưng vô luận là diệt mông xuất thủ hay là mệnh đăng của y tiểu đốt y phát hiện ra cái bóng đen kia quỳ dị đến cực điểm không thể nào bị khu trừ. Mà y cũng biết đối phương xuất hiện như thế nào. Đối phương gần thân ở trong tàn hồn lúc trước, chui vào trong cơ thể mình. Tàn hồn ở bên ngoài chỉ là chế đẩy, hấp dẫn sự chú ý của mình. Mà diệt mông cũng chỉ là đem tàn hồn khu trừ, không phát hiện ra cái bóng này. Vì vậy, nó đã tự tạo cho mình một cơ hội. Thủ đoạn như vậy, thanh quân tử nhìn về phía hứa thành, trong mắt sát khí chợt lóe Thì đã làm sao? kẻ yếu trung quy vẫn là kẻ yếu, mặc dù ta thiếu một đoàn mệnh hỏa lấy ngũ hỏa lực vẫn có thể chấn áp người. Nói đoạn chiến lực ngũ hỏa của thánh quân tử bộc phát âm ầm phóng tới hứa thành, nhưng lúc này đây sát ý trong mắt hứa thành hoàn toàn được phóng thích, bởi vì hắn hoàn toàn có thể thấy rõ được tất cả thân ảnh của đối phương. Tốc độ của đối phương hiện giờ đã giống như hắn, cho nên trong giây lát hứa thành đã động tốc độ của hứa thành rất nhanh như là ánh sáng ở giữa không trung va chạm cùng với thánh quân tử thánh quân tử con mắt còn rút lại tốc độ của hứa thành làm cho ý rất là giật mình bây giờ giơ tay phải lên đập xuống một trường hứa thành bình tĩnh vẻ bằng lãnh trong mắt trực tiếp đánh ra một quyền thần đành hai người đan sen thánh quân tử hư lạnh hai tay bấm quyết vung lên nhất thời một cỗ đại lực tàn ra ngón tay đâm thẳng vào mắt hứa thành tay trái hứa thành bấm quyết huyễn hóa ra trùy thủ cắt tới cái cổ của thánh quân tử hai người lần thứ hai đối kháng chân phải của thánh quân tử dơ lên bỗng nhiên quét tới hứa thành hứa thành né tránh đầu gối co lại thân thể nhảy lên húc về phía ngực thánh quân tử đồng thời hai tay vung lên sát hỏa bộc phát quách tán ra xung quanh trong mắt thánh quân tử tỏa ra lệ mang hai tay nắm chặt cùng một chỗ hồng hằng nện xuống phía dưới tiếng nổ lớn vang lên thành ngầm như chuồng lũ liên tiếp tiếng ầm ầm không ngừng vang dội truyền khắp bốn phương. thành trấn lâm mộc khiến cho phong vân biến sắc thiên địa hồn ám thân ảnh của hứa thành cùng với thánh quân tử ở trong mắt người ngoài không thể nào thấy rõ chỉ có thể nghe được tiếng nổ vàng cùng với ba động khủng bố không ngừng đổ tung bốn phương còn có vô số kiến trúc ở trên mặt đất đang không ngừng sụp đổ tựa như có bàn tay vô hình quét ngang hủy diệt vô cùng kịch liệt sau đó thân ảnh của thánh quân tử ở giữa không trung xuất hiện lùi ra hơn 10 trường trong mắt lộ ra một tiếng ngạc nhiên gắt gao nhìn chăm chăm hứa thành bỗng nhiên mở miệng trên người người có vấn đề chương 254 như thần tử chiến cơ hồ ngay khi thánh quân tử mở miệng hứa thành đã đến gần một quyền hạ xuống trong tiếng đổ vang thánh quân tử phất tay ngăn cản sau đó lui về phía sau trong mắt quang mang càng thịnh để cho ta xem một chút Trong thân thể của người rốt cuộc có vấn đề gì Hứa thành không nói một lời Sát khí trong mắt nồng đập Bỗng nhiên đuổi theo Hai người trong khoảnh khắc lại phát chạm Tiếng nổ lớn vang vọng Thành quân tử không biết triển khai thủ đoạn gì Kim quang toàn thân lấp lánh bắn ra bốn phía Hình thành một mảnh quang hải Hứa thành cũng không thể không lui lại để né tránh đi Phù văn hiện ra truy kích ngứa thành Nhưng phù văn này tựa như mang theo lực sát thương ngay khi tiếp cận tiêu hóa thành lực lượng phòng ngấn trong khoảnh khắc bầu trời nổi lên vầng sáng phế tích mặt đất đều bị chấn động mượn quá trình hứa thành bị phù văn quang hải oanh kích và phòng ngấn trong mắt của thánh quân tử có một chút kích động hiển nhiên y đã có suy đoán lúc này chỉ thiếu chứng thực vì thế tay cháy bắt quyết lui lại ba bước mỗi một bước đều bấm ấn quyết khác nhau bước đầu tiên bốn phía thánh quân tử ấm phong đại trướng băng hàn nổi lên bước thứ hai từng luồng ánh sáng xanh biếc từ hư vô hình thành nhanh chóng ở trước mặt của y hội tụ thành hình kiếm phôi bước thứ ba kiếm phôi này nhanh chóng trưởng thành từ lớn bằng bàn tay điên cuồng lan tràn một trượng mười trượng chờ đến khi hóa thành một đại kiếm trăm trượng kiếm này toàn thân lục sắc tựa như hư như ảo ở mặt trên tản ra khí tức kinh người đủ để chấn động linh hồn khi ba bước hoàn thành pháp lực ở trong cơ thể thánh quân tử vẫn hùng ngậu như trước trong mắt của y lộ ra kỳ mang giơ tay phải lên điểm về phía hứa thành thành ngầm trong miệng tựa như dung nhập vào bên trong âm phong bát phương lăng tiêu chạm hôn hòa diễm toàn thân hứa thanh bùng nổ hình thành biển lửa cuồn cuộn trở thành sóng lửa khiến tầng tầng phù văn quang hải vỡ vụn lúc này mắt thấy đại kiếm lục sắc kia đang lao tới đôi mắt của hắn co rút lại ngay sau đó thanh đại kiếm lục sắc này nhanh như chớp đâm về phía hứa thành hứa thành né tránh nhưng kiếm như khóa hồn không cách nào né tránh được trong mắt hứa thành lộ ra lệ sắc dứt khoát không né tránh nữa hai tay bấm quyết vung về phía trước hòa diễm trong cơ thể lại bốc lên như có một mảnh đại thế giới đang bị thiêu đốt hỏa quang càng ngập trời dâng lên trong phút chốc đại kiếm tiếp cận trực tiếp bỏ qua nhục thể của hứa thành ngay khi va chạm cùng với hắn tựa như chui vào trong cơ thể của hứa thành từ lớn biến thành nhỏ trong khoảnh khắc đã hoàn toàn xông vào trong thân thể hứa thành hóa thành một cỗ chạm hồn lực phóng thẳng đến linh hồn của hắn mà ngay khi chạm hồn kiếm này vọt tới mệnh đằng trong cơ thể hứa thành biến thành hắc ô lớn huyễn hóa ra chắn ở thức hải của hứa thành hình thành một tầng phòng hộ hàn mang trong mắt hứa thành trượt lóe hắn không muốn che giấu giao chiến cùng với kình địch như là thánh quân tử này hắn rất rõ ràng mệnh đằng là không thể nào che được dù sao thể hiện từ thực lực không có khả năng tự nhiên gia tăng mà cây bóng đã toàn lực chấn áp pháp khiếu của đối phương rồi đã như thế che giấu cũng vô dụng không bằng trực tiếp lộ ra sau đó nghĩ biện pháp chém giết y lúc này chạm hồn kiếm đánh vào hắc ô theo ngọn lửa màu đen xung quanh hắc ô bùng đổ chạm hồn kiếm không cách nào đối kháng như lấy trứng trọi đá trong khoảnh khắc sụp đổ hóa thành vô số lục quang theo hắc ô chống lên trực tiếp từ bên trong cơ thể hứa thành mạnh mẽ bị bức ra từ xa nhìn lại trong thân thể hứa thành có vô số điểm sáng lục sắc bắn ra ngoài đỉnh đầu của hắn rõ ràng xuất hiện một ngọn mệnh đăng mệnh đăng màu đen tản ra khí tức quỷ dị còn có ngọn lửa màu đen theo bên cạnh mệnh đăng rời xuống tựa như là lưu động khiến cho hứa thành đứng ở giữa không trung mặc tử bào vô cùng bắt mắt cũng khiến cho tâm thần tu sĩ bốn phía tất cả đang chú ý đến trận chiến này hoảng sợ không chỉ có thánh quân tử thấy được bốn phía mọi người đều thấy được trời ạ à, mệnh đắng! thành quân tử hai mắt mở to tâm thần nhấc lên sóng lớn ngập trời hô hấp dồn dập trước nay chưa từng có toàn bộ thể xác và tinh thần của y bị sự mừng như điên hoàn toàn tràn ngập lúc trước y đã nhìn ra hứa thành không đúng rõ ràng chiến lực tam hòa dù là cộng thêm công pháp hoàng cấp cũng tuyệt đối không có khả năng giao chiến cho đến nay hiện tại nhìn thấy hắc HO, ô nghi hoặc của y đã được chứng thực trong khoảnh khắc y hiểu được vì sao hứa thành có thể chấn áp tư mã lăng Vì sao hứa thành dám giao thủ cùng với mình Tất cả đều đã có đáp án Vẻ mặt hứa thành như thường Không chút bối rối nào Mặc dù bại lộ mệnh đăng rất quan trọng Nhưng quan trọng hơn là hứa thành cảm thấy Nếu mình có thể đoạt được mệnh đăng của thánh quân tử Như vậy mình có hai ngọn mệnh đăng Chiến lực sẽ đạt tới lục hỏa chạm thánh quân tử này Nguy cơ bại lộ sẽ giảm bớt rất nhiều nếu vẫn chuyển ra cùng lắm thì rời khỏi thất huyết đồng cao chạy xa bay mai danh gần tính mặc dù làm như vậy lợi ích ở bên cảng chủ thành sẽ bị hao tổn không tiền nào lấy được nhưng nếu đạt được mệnh đăng của thánh quân tử tất cả đều đáng giá sát khí trong mắt hứa thanh trượt lóe muốn ra tay nhưng thánh quân tử lại ngửa mặt lên trời cười dài hai tay vung lên nhất thời từng đạo kiếm khí hình thành ở trước mặt của y ước chừng hơn trăm theo tay áo vung lên những kiếm khí này bỗng nhiên bắn thẳng xuống mặt đất phía dưới Những tù sĩ ở trên mặt đất bên ngoài miếu thơ hoàng sợ Căn bản bọn họ không kết nào né tránh Trong chớp mắt Những kiếm khí này liền trực tiếp xuyên qua trên người bọn họ Tiếng kêu thảm thiết vang vọng Những kiếm khí này không tiêu tán Mà là khuếch tán ra bên ngoài Tầng tầng xung vào phế tích không ngừng giết chóc Tất cả tu sĩ Phàm là thánh quân tử cho rằng Đã nhìn thấy hứa thành và mệnh đăng Đều sẽ bị kiếm khí diệt đát Y muốn diệt khẩu mệnh đăng xuất hiện quá mức trọng đại việc này y không cho phép được truyền ra bởi vì mệnh đăng của hứa thành y đã xem nó thành vật của mình vừa nghĩ đến việc nếu mình đạt được hai ngọn mệnh đăng thì chiến lực sẽ tăng lên đến thất hỏa không cách nào tưởng tượng được nội tâm của y lên mãnh liệt phấn chấn nhất là y rõ ràng mệnh đăng đối với thiên cung kim đan tu sĩ mà nói thì ý nghĩa càng lớn một ngọn mệnh đăng liền có thể để cho thiên cung kim đan trực tiếp mở ra một tòa thiên cung ẩn nấp ở trong mệnh vụ hai cái chính là hai tòa cho nên ngay cả hồ đạo giả ra ngoài y cũng không chịu hồi y lo lắng ba người kia cũng sẽ không nhịn được dâng lên lòng tham dù sao ngọn mệnh đăng kia của y cùng với mệnh đăng của hứa thành cũng không giống nhau sở dĩ mệnh đăng của y dám bại lộ như thế là bởi vì người có thể cướp đi rất hiếm có ít nhất là ở ngành hoàng châu này không có hơn nữa Y chỉ là có quyền được sử dụng Chứ không phải chân chính thuộc về Y Nhưng hứa thanh kia thì khác Điều này Y có thể cảm nhận được Đây là mệnh đang hoàn toàn thuộc về hắn Làm sao hắn dám Thất huyết đồng Đại thiên kiêu ẩn tàng thật sâu Lần đầu tiên thánh quân tử lộ ra Tháp niệm nồng đậm cười rộ lên <cười> Không nghĩ tới Cơ duyên của ta vậy mà ở chỗ này Hứa thành Mệnh đăng của ta lại là ở chỗ ngươi nói đoạn toàn thân thánh quân tử ánh lên kim quang vạn trường diệt mông sau lưng trong kim quang hoàn toàn huyễn hóa ra hiện ra toàn bộ thân thể thân hình ước chừng chấp trường cả người màu xanh cái đuôi màu đỏ cái miệng thật dài cái bụng thật to thoạt nhìn vô cùng xấu xí và vô cùng quái dị sau khi xuất hiện diệt mông ngửa mặt lên trời tê mình hung tàn nhìn về phía hứa thành ánh mắt hứa thành nhau lại ngọn lửa màu đen phía sau lưng bùng nổ ngập trời quấy tán ra bốn phương đồng thời ở phía sau hắn kim mô cũng huyễn hóa ra đuôi lửa phiêu diều lay động tám phương ngay sau đó đôi mắt của hứa thành ngậm sát khí lao ra vẻ mặt của thánh quân tử mang theo tháp niệm cũng rồng tới trong chớp mắt hứa thành cùng với thánh quân tử ở giữa không trung một lần nữa va chạm mà lần này so với lúc trước còn kịch liệt hơn lúc trước hai người ra tay chỉ là đối kháng tốc độ lực lượng cùng với phòng hộ không dùng thuật pháp nhiều lắm không pháp hoàng cấp cũng là không vận dụng đều đang quan sát điểm yếu của đối phương lúc này ta là giao phòng đến bạch nhiệt hóa song phương không còn thăm dò nữa ra tay chính là sát chiều công pháp hoàng cấp là diệt mông thôn thiền quyết huyện hóa ra diệt mông hung điểu, hùng hằng cắn nuốt về phía kim mô hứa thành triển khai kim mô luyện vạn linh kim mô tê minh lộ ra vẻ hung ngác vô cùng hùng hằng hít một cái về phía diệt mông từ xa nhìn lại diệt mông tản ra kim quang kim mô huyện hóa ra hắc hỏa một nút một hút một bắt một luyện thành thế to lớn gió nổi mây phun hứa thành cùng với thánh quân tử cũng là như thế hai người ở giữa không trung không ngừng qua lại người tới ta lui khi thì hứa thành bị đánh về phía mặt đất mặt đất vỡ vụn hắn lại lao ra tái chiến khi thì thánh quân tử bị đánh ra thật xa và vào từng nhà cửa nhà cửa sụp đổ trong tiếng nổ vàng cũng giống như hắn lại lao ra vì thế hai người giao chiến thường khung vặn vẹo đại địa vỡ vụn Mặt thấy không thể nào làm gì được đối phương Bọn họ đồng thời lấy ra mệnh đăng của bản thân Hình thành ô ảnh Hắc hòa của ô đen hứa thành Mang theo uy lực khủng bố Thất thải ô của thánh quân tử Tản ra lưu quang hình thành lực lượng khó lường Chân náp lẫn nhau nhấc lên cuồng bạo dung chuyển Cũng không phần cào thấp Cho đến một lát sau Trong mắt hai người bọn họ lộ ra về hung tàn Công pháp hoàng cấp cùng với lực lượng mệnh đăng Đều đồng thời kích phát Hùng hằng đánh vào trên người đối phương ngay sau đó, hai người tự phun ra máu tươi, thân thể đều lùi lại, lấy đạo miếu làm trung tâm, mỗi người rời khỏi trăm trưởng, đứng ở trên bầu trời, tựa như chia đôi bầu trời ra vậy. Một bên là thánh quân tử, toàn thân kim sắc đạo bao, bốn phía kim quang thành biển, chiếu rọi đại địa, đỉnh đầu mạnh đăng bảy màu, lưu quang bốn phía, sau lưng là diệt mông giữ tợn gào thét như muốn nuốt trời. Ở nữa thánh quân tử tướng mạo phi phàm, tựa như một tiểu chúa tề hàng lâm thế gian, không gì sánh kịp một bên là hứa thành toàn thân đạo bào tử sắc bốn phía là biển lửa hắc hỏa phần thiên đỉnh đầu mệnh tắc màu đen quỷ dị xâm nhiêm hỏa diễm chảy xuôi sau lưng kim mô dương cánh lộ ra vẻ hung tàn tựa như muốn luyện thế còn có đôi lửa bao trọn toàn thân hứa thành hoặc lên cho hắn đế bảo Ở nữa giống mạo tuyệt thế của hứa thành tựa như một tiểu cổ hoàng nhập phàm trần thiên cổ tuyệt trần thánh quân tử nhìn chăm chằm hứa thành trong mắt lộ ra quang mang mãnh liệt trong lòng tràn đầy sát khí đồng thời y cũng không thể thừa nhận rằng hứa thành đích thật là rất mạnh sưng một tiếng từ chất cổ hoàng cũng đủ rồi thậm chí nếu đặt ở trong những tiểu thế giới bên ngoài vọng cổ đại lục chiến lực như thế đã có thể đánh một trận cùng với nguyên ảnh của tiểu thế giới Từng thứ của vọng cổ thế giới cực cao căn cứ theo ý xếp cổ tịch thì ở ngoài vọng cổ đại lục trước khi gương mặt tàn khuyết của thần linh đến trên thực tế còn tồn tại vô số tiểu thiên thế giới những tu sĩ trong thế giới tiểu thiên yếu đuối không chịu nổi trục cờ đại viên mãn cũng chỉ là chiến lực nhất hòa mà thôi căn bản là không cách nào so sánh cùng với vọng cổ đại lục chênh lệch quá lớn chương hai trăm năm mươi lăm nhật nguyệt tranh huy Hứa thành nhìn thánh quân tử Hắn thừa nhận đối phương rất mạnh Là địch nhân mạnh nhất sau khi mình bước vào con đường tu hành gặp phải Đây là hắn lợi dụng cái bóng Chạy đậy một cái pháp khiếu của đối phương Làm cho chiến lược của y thiếu đi một đoàn mạnh hòa Nếu không hứa thành biết Mình không phải là đối thủ Mà cho dù thiếu đi một hòa Thủ đoạn của đối phương cũng là liên tiếp xuất hiện Công pháp hoàng cấp kinh người Thần thông vô số Nhất là phòng hộ mạnh đăng Khiến cho độc của hắn không cách nào có hiệu lực nếu ta có được mệnh đăng của hắn như vậy ở phương diện phòng hộ cũng có thể như thế linh hồn và nhục thể đều được mệnh đăng thủ hộ sẽ càng viên mãn hơn hứa thành nhắm mắt lại nhìn chằm chằm vào cổ thánh quân tử cùng với mệnh đăng trên đỉnh đầu sạt ý càng mạnh khi hứa thành nhìn về phía thánh quân tử thánh quân tử cũng đã nhìn hứa thành ở trong lòng y trên cơ bản hứa thành đã là tu sĩ lọt vào top ba người cùng cảnh giới trong hoàng châu mà y gặp phải những năm gần đây có thể gặp được người như vậy ở Nam Hoàng Châu này Là thánh quân tử cũng không nghĩ tới Xem ra lão tổ nói rụt đúng Đại thời đại đã đến Thiên kiều liên tiếp xuất hiện Yêu nghiệt khởi chúng Mà trong đại thời đại ẩn chứa đại cơ duyên Như hứa thanh này Mệnh đăng của hắn một khi dung nhập vào trong thân thể của ta Trong khoảnh khắc ta chẳng những ở cảnh giới trúc cơ này liền có thêm chiến lực một hỏa Quan trọng hơn là thiên cung Giá trị của mệnh đăng Không chỉ thể hiện ở trúc cơ mà còn ở thiên cung kim đan cảnh một khi ta dung hòa mệnh đăng của án dưới hai ngọn mệnh đăng một khắc đột phá thiên cung kim đan mệnh đăng lột bỏ thành thiên cung trên mệnh vụ ta đã có thể chiếu ra hai thiên cung nhất cung lục hỏa ta vừa bước vào kết đan đã có thể có ít nhất lực lượng 12 hai hỏa uẩn dưỡng một đoạn thời gian sau khi mở ra tòa thiên cung đầu tiên có ý nghĩa trần chính ta có thể đạt được lực lượng 18 tám hỏa còn có công pháp hoàng cấp của hắn Trận chiến ngày hôm nay chém giết hắn Nuốt kim mô luyện văn linh của hắn Khả năng diệt mông của ta tiến vào đệ nhị dài Càng nắm chắc hơn Từ xưa đến nay Cho dù là con nối rõ của cổ hoàng chúa tể năm đó Ở chút cơ cảnh cũng không thể nào Thăng cấp công pháp hoàng cấp bản thân Lên đến đệ nhị giai Thậm chí đến thiên cung kim đan cảnh Cũng rất khó dùng công pháp tiến dài Có thể thấy được tiến dài công pháp hoàng cấp cực khó Mà một khi thành công Công pháp hoàng cấp tăng cường Cũng không còn là một hỏa nữa mà giống như thiên cung đều là lục hỏa nếu ta thành công khi bước vào kim đàn liền có lực lượng 18 hỏa và lại rất nhanh có thể đạt tới 24 hỏa chiến lược như thế ta hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất thiên kiêu của ngách hoàng châu lại dùng thân phận này gia nhập chấp kiếm giả từ nay về sau con đường của ta liền có thể phi hoàng đẳng không thông thẳng tới phong hải quận trên bầu trời thánh quân tử cùng với hứa thành chiếm cứ hai bên bầu trời mỗi người khí thế như cầu vồng thánh quân tử bên này ánh sáng thất thải quang mang tràn ngập khiến cho mặt đất đầy màu sắc chỗ hứa thành bạt phường một mảnh đất ngòm hòa hải liên thành truyền ra tiếng nổ âm ầm hai mắt hai người cách không ngưng nhìn đều là nhìn ra sát ý bốc lên trong mắt nhau ngay sau đó hai người động cùng một lúc từ sát nhìn lại một màn này cực kỳ rung động đó là tốc độ cực nhanh hai mảnh bầu trời bất đồng va chạm cùng một chỗ đó là hai pho tượng diệt mông cùng với kim mô thần điều trong truyền thuyết ý mình can nuốt lẫn nhau. Đó là hai mệnh đang cùng bùng nổ thần quang của mình. Đó là tiểu chúa tể cùng với tiểu cổ hoàng sinh tử chi chiến. Tiếng vàng truyền khắp bốn phương, phong vần biến sắc, bốn trời hách địa. Người tới ta lui, giao chiến càng lúc càng kịch liệt. thường khùng tựa hồ muốn nổ tung. Hứa Thành cùng với thánh quân tử toàn lực đánh một kích, thân thể đều cuồng chấn, không thể khung lui ra sau. Đáng hận, nếu trên lực lục hòa của ta vẫn còn thánh quân tử sắc mặt âm trầm hòa diễm trong cơ thể thiêu đốt toàn lực khu trừ bóng đèn trên pháp khiếu thứ 120 nhưng mặc cho hòa diễm của y kịch liệt như thế nào cái bóng đều gắt gao kiên trì liều mạng núi lửa tất cả các pháp khiếu giống như bị chặn miệng làm cho pháp lực bên trong nó không cách nào tản ra khiến cho đoàn mệnh hỏa thứ tư của thánh quân tử vẫn không cách nào hình thành điều này làm cho sát khí trong mắt thánh quân tử càng đồng đậm lùi ra phía sau Mặt thấy thân thể hứa thành đang nhoáng lên một cái mang theo sát ý sắc bén lao thẳng đến chỗ mình thì trong mắt của y lộ ra một tia quyết đoán cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu tươi quỷ y trúng phong thần hồn theo lời nói ngụm máu tươi kia của y trong khoảnh khắc trở nên lớn hơn đại trướng đến trăm trưởng bỗng nhiên hình thành một kiện y bảo huyết sắc cuốn tới chỗ hứa thành ánh mắt hứa thành cưng tụ kim mô sầu lưng hí mình tàn ra hắc hỏa vừa muốn thiểu đốt nhưng ngay sau đó huyết y này lại không tiếc bản thân bị hao tồn không tiếc đại giá vẫn cứ lao đến mạnh mẽ cuốn quanh hứa thành một cỗ lực lượng phong ấn chợt bùng nổ khiến cho thân thể hứa thành ở giữa không trung không khỏi phải dừng lại hàn quang trong mắt hứa thanh trượt lóe kỳ một sâu lưng gào thét mệnh đăng trên đỉnh đầu thiểu đốt đang muốn xua tàn lực lượng phong ấn này thì đúng lúc này ánh mắt của thánh quân tử sắc bén giờ thêm phải lên huyền thiên huyết sát kiếm lời vừa nói ra tay phải bắt quyết trong phút chốc biến thành màu đỏ khí huyết toàn thân quay cuồng đỉnh đầu lại có một đạo huyết quang bạo phát bắn thẳng tới thương khung nhìn kỹ bên trong đạo huyết quang kia rõ ràng tồn tại một thanh phì kiếm bầu trời chấn động giống như có lóng xà phí đột vô cùng mênh mông như bị một tấm màn huyết sắc bao phủ khiến cho cả bầu trời trực tiếp hóa thành huyết sắc ở trên bầu trời huyết sắc này xuất hiện một mũi kiếm thật lớn mũi kiếm này phạm vi ước chừng chấp trượng sau khi xuất hiện thì đâm xuống lộ ra thân kiếm hùng vĩ hơn. Trên thân kiếm có rất nhiều ấn ký, mang theo vô số tàn chi. Kiếm này vừa ra, vân vũ cuồn cuồn. Huyết quang bốn phía kiếm này cũng biến thành huyết hải, ầm ầm xoay tròn tạo thành một vòng xoáy thật lớn. Một cỗ lực lượng khủng bố đáng sợ bùng nổ, hồi tụ trên mũi kiếm này. Huyết sắc đại kiếm này dựng thẳng xuống, gào thét đâm tới chỗ hứa thành. Tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc đã đến, hứa thành muốn lùi lại, nhưng huyết y bên ngoài thân thể toàn lực ứng phó mặc dù thời khắc nào cũng bị thiêu đốt nhưng vẫn kiên trì được cảm giác nguy cơ bạo khởi trong tâm thần hứa thành hắn ngẩng đầu nhìn về phía đại kiếm không nghi ngờ lập tức phòng hộ của lục gia được tăng cường trong khoảnh khắc đại kiếm hạ xuống trực tiếp đâm ở trên đỉnh đầu hứa thành đâm vào trên tầng phòng hộ của lục gia tiếng vàng thật lớn như sấm rền vang vọng khắp tầng mây thân thể hứa thành chấn động không ngừng lực lượng phòng hộ nhanh chóng giảm mạnh thân thể của hắn cũng bị một cỗ lực lượng kinh thiên từ đại kiếm này không ngừng nhấn chìm xuống mắt thấy sắp rơi xuống mặt đất đúng lúc này hàn quang trong mắt của thánh quân tử chợt lóe tay phải nâng lên vùng tới chỗ hứa thành mà kiếm đã hồn chấn đạo huyết quang thứ hai bỗng nhiên từ đỉnh đầu bùng nổ cũng là một thành phi kiếm đòn gió mà khuếch trường ở trước mặt của y rõ ràng hình thành thanh đại kiếm huyết sắc thứ hai Kiếm này dài cũng giống như là lạc kiếm ở trên bầu trời Tạo hình tương đương Ân ký phía trên cũng giống nhau Nhưng không phải là từ trên bầu trời hàng lâm Mà là huyễn hóa ra ở phía trước thánh quân tử Quét ngang về phía hứa thành Giống như gió thù quét lá Bỗng nhiên chém tới Một màn này kinh thiên động địa Thanh đại kiếm thứ hai quét ngang thiên quân như chiếu Tất cả những nơi đi qua kiến trúc sụp đổ Mặt đất bị ép cho lõm xuống Như bị chấn áp vậy Một cỗ lực lượng bài sơn đào hài nổ vang Sọc mặt hứa thanh trầm xuống kiếm thứ hai đã quét đến chém vào chỗ phòng hộ của hắn lúc này hắn hùng hằng đè lại đại kiếm ở trên đỉnh đầu thân đại kiếm quét ngang va và chạm vào hai thanh trường kiếm đều bùng nổ rất lực lượng kinh khủng khiến cho hứa thanh cho dù có phòng hộ nhưng vẫn phải phun ra máu tươi nhưng sát chiêu đến từ thánh quân tử vẫn chưa chấm dứt cơ hồ khi huyền thiên sát kiếm cùng với mãnh hồn chấn bà kiếm bị y thích triển đồng thời thì hai tay của y giơ lên vỗ mạnh vào nhau biểu tình dữ tợn mang theo sát khí hùng hằng điểm một chỉ về phía hứa thành bắc quỷ vẫn tiền kiếm lời vừa dứt nhất thời trong vòng xoáy huyết sắc ở trên bầu trời phía trên hứa thành một đạo quỷ ảnh hình thành quỷ ảnh này kỳ dị chúng không có mặt mũi đều là sau lưng vác đại kiếm khí thế như băng hàn càng tản ra kiếm khí sắc bén sau khi xuất hiện từ trong vòng xoáy bỗng nhiên giáng xuống tám hướng của hứa thành tổng cộng tám quỷ ảnh toàn bộ đều đưa lưng về phía hứa thành theo thánh quân tử gầm nhẹ một tiếng động tác của tám kiếm quỷ này thống nhất đồng loạt giơ tay cầm kiếm trên đường trong khoảnh khắc xoay người một kiếm chém tới hứa thành đang bị chúng nó vây quanh kiếm khí cuồn cuộn như biển tốc độ sóng tỏ gió lớn truy vân trục điện tám kiếm đồng bộ hướng về phía hứa thành tốc độ của tám kiếm này quá nhanh tựa như phong chỉ vũ trong khoảnh khắc chém lên tầng phòng hộ của hứa thành cho đến lúc này tổng cộng có 10 kiếm chém xuống phòng hộ của lục gia sau khi trải qua hào phí lớn ở hải tinh đảo lại kiên trì lâu như vậy rốt cuộc đã không còn dư lực nữa sụp đổ nổ tung phòng hộ tán loạn 10 kiếm tiêu tán hơn phân nửa nhưng vẫn còn vài kiếm chui vào trong cơ thể hứa thành lao đến mệnh hòa của hắn sau mặt hứa thành âm trầm mặc dù mượn cỗ lực lượng sụp đổ này rốt cuộc hắn cũng hoàn toàn thiếu đốt được huyết ý bên ngoài thân thể làm cho nó tan thành mây khói nhưng kiếm khí trong người của hắn bùng nổ đau nhất truyền đến kịch liệt phun ra máu tươi mặt thấy thánh quân tử cất bước khí tức trong cơ thể hứa thanh bất ổn hắn không có bất kỳ do dự nào nhanh chóng lui về phía sau mệnh hòa trong cơ thể bùng cháy dữ dội toàn lực chấn áp kiếm khí tất cả những chuyện này nói ra thì dài nhưng trên thực tế đều phát sinh trong điện quang hỏa thạch theo hứa thanh lui ra phía sau thánh quân tử nhanh như chớp lao đến trong khoảnh khắc đến đuổi tới hứa thanh sau lưng giờ tay phải lên đang muốn đánh ra nhưng đúng lúc này hứa thành rút cuộc đem kiếm khí ở trong cơ thể chấn áp xuống mạnh mẽ xoay người trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn giơ tay phải lên hùng hằng vỗ về phía thánh quân tử đang đến gần nhất thời phía sau của hắn truyền đến một tiếng rồng ngâm thường lòng huyễn hóa ra thân thể hùng vĩ kinh thiên động địa ngay khi xuất hiện liền xuyên thấu qua thân thể của hứa thành từ phía sau của hắn hướng về phía thánh quân tử mà cắn nuốt sắc mặt thánh quân tử trầm xuống hai tay bắt quyết vung lên phía trước nhất thời diệt mông sau lưng cũng cắn nuốt lao đến phòng ngộ bệnh đăng của y cũng tản ra toàn lực chống cự trong tiếng nổ vang thương lóng sụp đổ nhưng làm cho thánh quân tử phải lui lại mấy bước phòng ngộ bệnh đang hình thành gợn sóng như nước nhưng ngứa thành phản kích không chấm dứt cơ hội cho khoảnh khắc khi thương lòng vỡ vụn thì pháp thuyền đã xuất hiện không dùng một kích thần tính gì cả như vậy uy lực sẽ phân tán không thích hợp với hiện giờ lúc này pháp thuyền vừa ra bị hứa thành không chế hùng ngang đâm vào thánh quân tử cùng với lực lượng tự bạo dung chuyển thánh quân tử vừa muốn tiêu diệt thường lòng lại đến pháp thuyền không kịp né tránh đón đỡ pháp thuyền của hứa thanh tự bạo tiếng ngầm mầm vang lên đình tài nhức óc quanh quần bát vương trong pháp thuyền ẩn chứa thần tính cùng với lực lượng của bản thân hóa thành ba động khủng khiếp quấy tán giả toàn thân của thánh quân tử chấn động vẻ mặt dữ tợn nhưng vẫn không thể không lui lại một lần nữa mạnh đang phòng hộ xuất hiện ba động kịch liệt ngay sau đó Trong lúc y lui ra phía sau Hai tay gỡ thành bắt quyết Trời cao trên đỉnh đầu Thiên đào bầu tím chợt hình thành Bỗng nhiên chém xuống một đảo Cái này còn chưa đủ Kịch độc của hứa thành bố trí bốn phía Theo hắn vung vẩy cuối cùng đã kích phát Trong khoảnh khắc bao phủ xung quanh Nhằm vào phòng hộ mạnh đăng của thánh quân tử Hình thành lực lượng ăn mòn Nhanh chóng làm suy yếu nó Sở dĩ mới vừa rồi hắn tiêu hào phòng hộ của lục gia Chờ đợi đến này mới quy kích hoạt Đều là vì kéo dài thời gian hắn muốn nghĩ biện pháp phá vỡ phòng hộ mệnh đăng của thánh quân tử bằng không phòng hộ mệnh đăng vẫn tồn tại thì trận chiến này sẽ không dễ dàng đánh cho nên hắn cần thời gian gia nhập thêm nhiều độc điều hòa hiệu quả của nó làm cho độc xuất hiện khắp nơi ở chỗ này trên phương diện ăn mòn càng có hiệu quả hơn như vậy mới có thể kích phát trong khoảnh khắc phát huy dẫu uy lực lúc này thiên đảo chém xuống kịch độc bùng nổ hệ trường hai trăm năm mươi lăm được dịch bởi tạo hói audio Trừ vị nghe chuyện có thể ủng hộ tại hạ thông qua hình thức ví mồ mồ hoặc banh kinh được dán ở phần mô tả. Cảm ơn và hẹn gặp lại.